Xin chào các bác, em là Hiếu Ô Tô. Hôm nay em lại đang nhận sửa chiếc màn hình của con mẹt E250, cái đời chắc là 2012 rồi đấy. Con này nó đang bị cái hiện tượng là nó không lên nguồn đây. Bật chìa khóa rồi nhưng mà ấn nó không lên nguồn. Em chưa hiểu nguyên nhân nó bị làm sao thì phải này phải tháo ra. Từ đã, anh em quay video xong đã. Phải tháo ra rồi kiểm tra, nhưng mà cái biểu hiện của nó, cái tính nguồn này nó cứ sáng tắt này. Những cái bệnh này nó khá là quay thì phải kiểm tra thì mới rõ được. Thì bây giờ em hướng dẫn các bác cách tháo luôn. Ok, tháo ra đi. Con này con mẹ mẹ e này nó có cái kiểu tháo đặc biệt này, nó có hai cái lẫy ở dưới đấy. Hai cái lẫy sắt ở dưới. Kéo được nó xuống, cái cậy nó xuống, cậy nó xuống sâu được. Bên này có hai cái, người có phải cậy được nó xuống, sau cái cậy nó xuống để kéo cái đen đằng này ra, kéo cái đằng này ra. Đằng kia nó có mấy cái lẫy chốt sắt ở bên trên này này. Không, cậy bây giờ bắt đầu con này nó không giống như con trước đâu. Phải cậy ở trong này. Có một cái ấy. Để cậy trong này có cái nhỏ dẹp, nên nhà này cái nhỏ dẹp đây này. Đây các bác có thể xem được này. Đấy, bên trong nó này. Là cái nó có cái cậy đấy. Đấy, bên trong này cả. Đó. Phải cậy được, phải cậy được nó ra nhá. Không cậy được nó ra là không nào là sẽ bị gãy đấy. Bên này cũng thế. Đấy, có thể nhìn rõ này. Đó, nó có cái cậy đấy. Nó cố cậy ra là sẽ bị gãy. Đây bây giờ em cậy vào đây các bác xem. Nó cậy lên xong này. Bẩy nó ra. Kéo ra đi. Kéo cái thanh này, Đấy rồi. Từ 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 bên này cũng thế. Bên này cũng thế. Rồi kéo ra đi. Nắp từ bên mình ra sang. Đấy, các bác thấy không? Tháo ra nó cũng dễ thôi. Nếu biết cách tháo thì nó cũng dễ thôi. Đây mà hướng dẫn các bác tháo rất đơn giản. Nhưng mà không biết là nó gãy đấy. Riêng mẹt này nó phải. Bây giờ để tháo cái đầu này ra nó cũng khá mất công. Các bác phải tháo cái ốc này này. Tháo cái ốc này. Tháo từng gen một, cứ tháo lên là tháo chẵn thì thôi, tháo chẵn bao giờ mỏi tay thì thôi. Ok, các bác cứ tháo như thế này này, tháo bao giờ chẵn thì thôi. Tháo không phải là kéo bỏ ốc ra ngoài mà tháo để ấn ốc xuống. Thì tí nữa em sẽ quay cho các bác xem tại sao mà các bác phải ấn ốc xuống. Đây, sau khi em tháo một hồi rất là lâu, chắc phải mất 10 phút tháo kéo được lên nó như thế này. Ốc nó phải cao như thế này, ấn chặt xuống này. Bên này thì phải cao như thế này. Các bác có thể tháo hẳn ốc ra được nhưng nó mất thời gian. Em không tháo hẳn ốc đấy mà tháo lên tầm này và ấn xuống. Nhưng mà phải ấn nó xuống, bây giờ cầm kéo cái đầu nó ra thôi. Kéo nhấc đi. Ở bên cạnh này có dây đấy. Bên cạnh có dây. Bên cạnh này có dây, và tháo cái dây bên cạnh ra nhé. Đây này, cái tại sao các bác nó có nhìn vào đây này, đây là nó hai cái lẫy này. Đây là cái ốc đấy này. Khi vặn ốc này nó sẽ kéo lên như này. Khi vặn ốc xuống nó sẽ kéo ốc, nó sẽ kéo cái này lên và nó khóa vào hai cái này, khóa vào hai cái tay này. Thế nên là khi vặn hết ốc xuống thì ấn được nó xuống như này thì hai cái tay này đưa ra đưa vào thoải mái. Đây là một cái làm rất là thông minh của mẹ, nhưng mà nó hơi khó tháo một chút. Bây giờ đến lượt tháo cái rắc này ra thôi. Tháo cái rắc này, cầm bấm ở dưới này, kéo nó ra. Okay, rất đơn giản. Cái này thì phải đẩy nó sang ngang, kéo nó ra. Ôi giời, bên này còn hệ thống rắc riếc rất là lằng nhằng. Cái loại rắc này nó cắm nó cứng, nó phải nắc nó ra nhé, không cầm kéo thẳng được đâu. Nắc đây, nắc. Bóp cái lẫy ở dưới rồi nắp. Bóp cái lẫy, nó có một cái, bất kỳ một cái rắc nào ở đây nó cũng có cái lẫy.
đè lên cái đùi, đè lên đùi của nó xem. Đây là cái lắc nguồn của nó thì nó thiết kế khá là đặc biệt một chút. Anh em nào không biết là khó tháo này, các bác phải cắm bấm nó vào đây này, bấm cái này xuống, bấm cái trên này xuống, cầm một kéo cái này ra. Nếu không bấm cái trên xuống nó không kéo cái này ra đâu nhé. Kéo ra rắc nó tự tung ra, các bác không cần phải cầm rút nó ra. Đó. Bấm cái này này, đó, bấm cái này, bấm xuống, nhưng mà bấm cái bên trong thì mới kéo nó ra. Cái này nó hơi chắc một tí. Không bẩn như thế nữa. Đây. Nắp nó ra, bấm cái này được. Cầm nắp nó ra. Để trên này nó có thế, trên này nó hơi khó, con này nó khá là lằng nhằng. Đây. Bấm cái này. Bấm vào nó, nắp nó ra. Lấy cái gì cho chọc vào đây nhỉ? Lấy tô vít hai cạnh này kìa. Lấy tô vít hai cạnh. Nắc nó ra khá là khó, thật ra rồi đấy. Chợt đi. Ok, rồi các bác cứ tháo như thế này là tháo được nó ra rồi. Cảm ơn các bác đã xem video. Nếu các bác bị lỗi chiếc đầu này hãy liên hệ ngay với em nhé.